Boriska Kiprijanovic, 22 tuổi, là một hiện tượng đã khiến giới chuyên gia kinh ngạc bởi vốn kiến thức uyên thâm của cậu về không gian vũ trụ ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu tuyên bố rằng, trong một tiền kiếp, cậu là người sao hỏa và đã bay tới Ai Cập cổ đại trong vai trò của một phi công. Boriska Kiprijanovic cho biết người sao hỏa có một mối liên kết chặt chẽ với người Ai Cập cổ đại trên trái đất. Cậu cho biết sự sống trên trái đất sẽ thay đổi khi bức tượng nhân sư Ai Cập ở Giza được mở khóa, nói thêm rằng nó có một cơ chế mở khóa ở đằng sau tai. Cậu cho hay, cuộc sống của nhân loại sẽ thay đổi khi tượng nhân sư được mở ra, nó có một cơ chế khai mở ở đâu đó đằng sau phần tai bức tượng. Tôi không nhớ chính xác nữa. Theo nguồn tin của các phương tiện thông tin đại chúng ở Nga vào năm 2004, một cậu bé thân bí chưa đến 10 tuổi tự xưng mình đến từ sao hỏa. Cậu bé có hai đặc điểm khác hoàn toàn với những cậu bé cùng tuổi. Thứ nhất, cậu có kiến thức phong phú khác thường về đủ mọi phương diện. Thứ hai là tinh thông các thuật ngữ chuyên ngành, lại có thể nắm bắt được một cách tỉ mỉ, xác thực các tư liệu có liên quan tới vũ trụ, thậm chí thông thuộc cả lịch sử về sao hỏa và trái đất. Cách nhìn nhận của cậu bé về trái đất, về nhân loại và tương lai thực sự làm người khác hết sức kinh ngạc. Cậu bé hỏa tinh Boriska sinh ngày 11 tháng 1 năm 1996 tại một bệnh viện ở vùng nông thôn xa xôi ở phía bắc Volgograd của Nga. Cha mẹ của cậu là những người tốt bụng, chất phác, thật thà. Mẹ của cậu tên là Nazeta, là bác sĩ da liễu cho một bệnh viện công. Còn cha cậu là một sĩ quan quân đội. Bà Nazeta nhớ lại, từ khi Boriska sinh ra, xung quanh cậu xảy ra rất nhiều điều kỳ lạ. Khi cậu 15 ngày tuổi, đã có thể tự ngẩng đầu và gọi hai từ cha ơi. Đến lúc cậu bé được 1 tuổi rưỡi, thì đã có thể đọc được những tiêu đề trên các bài báo. Và có một điều càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi, đó là cậu bé có thể cầm bút và viết chữ Hán. Một ngày nọ, bà Nazeta mang hai chữ cậu bé viết hỏi một vị giáo sư đại học và được biết đó là chữ Hán và hai chữ này có nghĩa là Trung Quốc. Bà Nazeta chia sẻ bà và chồng chưa bao giờ học chữ Trung Quốc và cũng không có ai dạy cậu bé. Từ sau khi lên 2 tuổi, cậu bé có trí nhớ siêu thường và làm người khác khó tin nổi về khả năng học hỏi, nắm bắt những kiến thức mới. Mẹ cậu nhớ lại, đôi lúc tôi thấy thằng bé ngồi xếp bằng đả tọa, còn hùng hồn kể về thế giới, đều là những điều vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Boriska rất thích nói về sao hỏa, về hành tinh hệ và những nền văn minh xa xôi. Khi ấy chúng tôi thật sự không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy. Từ khi lên 2 tuổi, mỗi ngày giống như niệm kinh vậy, thằng bé đều bàn luận về vũ trụ, về những câu chuyện vô cùng vô tận ở những thế giới khác. Từ đó, Boriska không ngừng nói với cha mẹ mình rằng trước đây cậu từng sống trên sao hỏa, rằng trên sao hỏa lúc trước đây từng có người sinh sống. Bởi phát sinh đại tai nạn mang tính hủy diệt nên tầng khí quyển trên sao hỏa hầu như không còn. Những người dân sao hỏa không thể tiếp tục sinh sống trên đó mà phải xuống trái đất. Cậu bé hỏa tinh còn chia sẻ, khi đó cậu thường tự mình lái tàu vũ trụ đi tham quan trái đất. Mục đích của cậu là nhận nhiệm vụ và chuyển sinh vào một gia đình ở phía Tây Trung Quốc. Tuy nhiên, cụ thể nhiệm vụ đó là gì, cậu không nhớ rõ. Năm 2006, một nhân chứng địa phương tiết lộ, một vài năm trước trong một đêm yên tĩnh, khi những người cắm trại đang ngồi nói chuyện trước đống lửa, đột nhiên Boriska đứng dậy hét lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhân chứng này nói tiếp, chúng tôi tò mò không biết cậu bé muốn nói gì. Mãi lúc sau cậu bé mới nói, cậu muốn chia sẻ với mọi người về cuộc sống trên sao hỏa, về những người dân trên sao hỏa và những điều thần kỳ cậu đã trải qua khi bay tới trái đất. Điều làm người ta không thể tưởng tượng là khi cậu bé mô tả một cách sống động như thật về huyền thoại lục địa Lemuria cổ xưa bị chìm xuống đáy biển Ấn Độ Dương một cách thần bí. Cũng theo lời cậu bé, khi cậu từ sao hỏa đáp tới trái đất, chính là đổ bộ lên bờ từ đây và biết rõ cuộc sống nơi đây như trong lòng bàn tay. Lemuria là một vùng đất huyền bí xuất hiện trong huyền thoại cách đây 800.000 năm trước. Lemuria
hay còn gọi là Mu, một lục địa tồn tại ở Thái Bình Dương cùng khoảng thời gian với Atlantis, dường như đã bị lãng quên, cho dù nó chính là đối cực tinh thần với Atlantis. Theo truyền thuyết của thổ dân trên nhiều hòn đảo, thiên đường nhiệt đới Mu nằm đâu đó ở vùng biển Thái Bình Dương, nhưng đã bị nhấn chìm cùng những cư dân của nó nhiều nghìn năm trước. Đừng nói tới trẻ con, ngay cả các giáo sư đại học, không phải ai cũng biết đến những điều này. Tuy nhiên, cậu bé lại có thể quen thuộc với từng chi tiết nhỏ về lịch sử, nền văn minh, cư dân của quốc gia cổ đại đó và miêu tả chi tiết như nắm chắc nó trong lòng bàn tay. Những trường hợp trẻ em có thể nhớ được quá khứ của mình không còn hiếm, và thuyết luân hồi đã không còn là chủ đề quá mới mẻ ngay cả trong cộng đồng khoa học. Carl Sagan, một nhà thiên văn và sinh học người Mỹ, thậm chí còn thừa nhận thực tế rằng sự luân hồi xứng đáng được nghiên cứu một cách nghiêm túc. Vấn đề đôi khi trẻ em nhớ được các thông tin của kiếp trước một cách chính xác mà không có cách giải thích nào hợp lý hơn là sự luân hồi. Có một số ví dụ rất cụ thể. Rất nhiều trường hợp tương tự như vậy được phát hiện bởi bác sĩ tâm thần Jim Tucker ở Đại học Virginia, người được cho là đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực này. Năm 2008, ông đã công bố một bài viết về các trường hợp được cho là giống sự luân hồi ở trong một tạp chí. Một trường hợp điển hình của sự luân hồi được Jim mô tả bao gồm cả mô tả về trải nghiệm của đối tượng khi sống ở kiếp trước. Thú vị là đối tượng đã mô tả chính xác về kiếp trước của mình lại là những đứa trẻ. Độ tuổi trung bình khi những đứa trẻ này bắt đầu nhớ lại kiếp trước của mình là khoảng 35 tháng tuổi. Và việc mô tả các sự kiện và trải nghiệm kiếp trước thường là các thông tin cụ thể, các chi tiết đáng nhớ trong đời. Những thông tin này không thể có ai khác biết được chính xác ngoại trừ bản thân họ đã từng trải qua. Họ đã được đưa đến các gia đình kiếp trước của mình, xác nhận địa chỉ, nghề nghiệp và các chi tiết khác mà họ đã sống ở kiếp trước. Có rất nhiều người tin rằng sự luân hồi là có thật, nhưng liệu điều đó có phải là con đường duy nhất hay chỉ là một trong nhiều con đường khác nhau cho linh hồn con người sau khi chết? Một số người tin rằng có những linh hồn có thể luân hồi trở thành một người khác như chúng ta thấy ở trên. Một số khác có thể luân hồi tái sinh ở trên một hành tinh khác, trở thành người ngoài trái đất. Thậm chí họ tin rằng luân hồi chỉ là một lựa chọn của linh hồn. Các khả năng khác bao gồm cả lựa chọn đi đến những chiều không gian khác và trải nghiệm cuộc sống ở đó, hoặc lựa chọn không luân hồi và trải nghiệm cuộc sống phi vật chất. Có thể nào một linh hồn bắt buộc phải luân hồi cho đến khi được giác ngộ và lên một đẳng cấp mới hay không? Hay có lẽ linh hồn có nguồn gốc, bắt nguồn từ một nơi nào đó? Có rất nhiều câu hỏi, quá nhiều khả năng có thể xảy ra, và sự luân hồi có thể là một trong số đó. Do đó, những gì mà Boriska kể lại rất có thể là ký ức từ một tiền kiếp trước đây trên sao Hỏa. Boriska đã mô tả nhiều về những con tàu hiện đại trên sao Hỏa, các chủng sinh vật hành tinh khác nhau, công nghệ của họ và cuộc chiến từng xảy ra trong quá khứ. Cậu bé mô tả về những phi thuyền chạy bằng năng lượng ion và những con tàu khác có năng lượng cực mạnh. Người ở sao Hỏa không dùng dầu hay khí thiên nhiên do các động cơ của họ quá mạnh đến nỗi chẳng mấy chốc nguồn tài nguyên nơi đây cạn kiệt. Khi được hỏi về UFO, cậu bé kể rằng mình thường thấy những chiếc hình giọt lệ hơn là hình chảo truyền thống. Một chuyên gia đã hỏi Boriska vì sao tàu vũ trụ của con người thường bị rơi khi tới gần sao Hỏa. Câu trả lời: người sao Hỏa phát ra tín hiệu đặc biệt để phá hủy những vật thể chứa phóng xạ độc hại gây ra cho chúng tôi. Theo Boriska, từng xảy ra nhiều cuộc chiến đẫm máu phá hủy nhiều thứ trên hành tinh đỏ, hủy hoại bầu khí quyển và xáo trộn dân cư. Cậu bé kể về loại công nghệ giúp gây nổ sao Mộc nhằm chuyển nó thành mặt trời thứ hai. Như vậy người ở đây sẽ có đủ nguồn năng lượng để dùng. Tuy nhiên trước khi công nghệ này được sử dụng, chiến tranh nổ ra và mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Tiểu thuyết gia Nikolai Levashov từng viết nhiều cuốn sách hay về vũ trụ và thiên hà, trong đó có đề cập tới chiến tranh trong các giải thiên hà từng nổ ra tại sao Hỏa kéo dài mấy ngàn năm. Trong lần phỏng vấn đó có đoạn: chúng tôi không sợ chết vì chúng tôi bất tử. Từng xảy ra một tai nạn thảm khốc trên sao Hỏa nơi tôi sinh ra và lớn lên. Những người như tôi vẫn còn sống ở đó. Chiến tranh hạt nhân đã xảy ra trên sao Hỏa. Mọi thứ bị thiêu rụi. Chỉ một vài người sống sót. Họ đã lại dựng nơi trú ẩn và tạo vũ khí mới. Mọi thứ đều thay đổi. Người sao Hỏa chủ yếu thở bằng carbon dioxide. Nếu họ bay tới trái đất,
chắc hẳn họ sẽ phải xả xuống những ống khói phả ra loại khí này, Boriska chia sẻ. Vậy vì sao cậu từ sao hỏa mà lại không cần các body oxy? Tôi đang mang hình hài con người này, nên phải thở bằng oxy. Nhưng các ông biết không, oxy khiến con người chóng già, Boriska trả lời. Nếu xét về kiến thức khoa học thông thường, quả thật hít thở oxy sẽ khiến con người già đi như lời cậu bé nói. Còn về vụ chiến tranh hạt nhân thì sao? Theo tiến sĩ Jones Brandenburg từ Đại học California, có đủ bằng chứng cho thấy ít nhất hai vụ nổ hạt nhân lớn từng xảy ra trên bề mặt sao hỏa trong quá khứ. Kết luận này được dựa trên dấu vết của các nguyên tố phóng xạ cùng các vết lõm trên bề mặt sao hỏa. Nói cách khác, ông cho rằng sao hỏa từng có một nền văn minh có khả năng phát triển bom nguyên tử. Boriska Kiprijanovic đã đưa thế giới từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng sự thật, cậu có phải là người đến từ sao hỏa hay không? Vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Quý vị nghĩ sao về những gì mà cậu bé này đã nói? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới.